Sau đây, truyền hình nhân dân xin trân trọng được giới thiệu danh sách các thành viên chính phủ đương nhiệm được kiện toàn sau kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15. Danh sách thành viên chính phủ đương nhiệm Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chí nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương đồng chí lê minh hoan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chí nguyễn văn thắng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải đồng chí nguyễn thanh nghị ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đồng chí nguyễn thị hồng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chí đoàn hồng phong ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ đồng chí nguyễn hải ninh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chí đỗ đức duy ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường